sai phạm hơn 2.300 tỷ đồng nhưng nhiều cán bộ sai phạm chỉ rút kinh nghiệm, tổng số tiền sai phạm phải thu hồi về cho ngân sách nhà nước hơn 2.312 tỷ đồng nhưng đến nay mới thu hồi được hơn 900 tỷ đồng. Hàng chục cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh Kiên Giang dính sai phạm chỉ bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Chánh thanh tra tỉnh Kiên Giang đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh này về tổ chức thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn năm 2011 đến năm 2017, chủ yếu tập trung vào sai phạm ở huyện Phú Quốc. Thanh tra Chính phủ kết luận giai đoạn năm 2011 đến năm 2017. Quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn năm 2011 đến năm 2017, chủ yếu tập trung vào sai phạm ở huyện Phú Quốc. Thanh tra Chính phủ kết luận giai đoạn năm 2011 đến năm 2017. Chủ đầu tư các dự án, các tổ chức sai phạm về tài chính liên quan tới đất đai và bảo vệ môi trường, tổng số tiền lên tới trên 741,59 tỷ đồng, chủ yếu là giao đất ưu đãi, miễn giảm tiền sử dụng đất sai quy định, số nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất lên tới hơn 1.570 tỷ đồng, ngoài ra còn phải thu hàng chục tỷ đồng tiền nợ thuế tài nguyên môi trường, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản từ năm 2011 năm 2017. Huyện Phú Quốc và Sở Tài nguyên Môi trường TNMT tỉnh Kiên Giang đã cho phép tách 17.808 thửa đất nông nghiệp diện tích dưới 500 m2 trên địa bàn huyện Phú Quốc. Chưa kể còn có hàng trăm vụ vi phạm về xây dựng đô thị, bao chiếm đất rừng tràn lan, trong đó có rất nhiều thửa đất nông nghiệp được tách với diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định đất ở 36 m2, có một số người được duyệt tách hàng chục thửa đất trong thời gian ngắn như ông Chu Huy Hùng được tách 3.006 m2 đất tại khu phố 5, thị trấn Dương Đông Thành 21 thửa đất, thửa nhỏ nhất diện tích 21,6 m2, bà La Tuyết Mai được duyệt tách 6.831,9 m2 đất tại ấp 4, xã Cửa Cạn Thành 63 thửa đất, trong đó có 2 thửa diện tích 24 m2 và 16 m2. Những sai phạm nêu trên không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ đồng mà còn để lại nhiều hậu quả rất khó khắc phục. Thậm chí có những sai phạm gần như không thể khắc phục được, theo Thanh tra tỉnh Kiên Giang, về tài chính. Đến thời điểm này, các cơ quan có liên quan đã tiến hành thu hồi được hơn 900 tỷ trong tổng số tiền hơn 2.300 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước, trong đó thu nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được hơn 822,6 tỷ đồng, truy thu thuế tài nguyên và nợ đọng khoảng 5 tỷ đồng. Có khoảng 40 tỷ đồng không thể thu hồi do doanh nghiệp phá sản hoặc không triển khai dự án bị thu hồi chủ trương, mặc dù kết luận của Thanh tra Chính phủ yêu cầu tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm minh đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm. Nhưng kết quả xử lý cán bộ của tỉnh Kiên Giang gần như chỉ có kiểm điểm rút kinh nghiệm, cụ thể, trong số hàng chục cá nhân tập thể có liên quan tới các sai phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, chỉ có 16 cán bộ cấp phòng và xã, thị trấn của huyện Phú Quốc bị kỷ luật hình thức cảnh cáo và khiển trách. Còn lại các lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang phải kiểm điểm rút kinh nghiệm gồm, hai nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là Lê Văn Thi, Phạm Vũ Hồng, cả hai người đã nghỉ hưu, các phó chủ tịch gồm, Lê Khắc Ghi, Mai Anh Nhị đã nghỉ hưu, Lâm Hoàng Sa hiện là trưởng ban dân vận tỉnh ủy, ngoài ra còn có 6 thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm điểm rút kinh nghiệm là ông Nguyễn Xuân Lộc, nguyên giám đốc Sở TNMT đã nghỉ hưu, ông Lê Quốc Anh, giám đốc Sở Xây dựng, ông Nguyễn Thống Nhất, nguyên trưởng ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc, hiện là giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, ông Nguyễn Đức Chín, nguyên giám đốc Sở Tài chính, hiện là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Tâm, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Nguyễn Văn Tiệp, giám đốc Vườn Quốc gia Phú Quốc. Các sở, ngành có lãnh đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm gồm, Sở Tài chính kiểm điểm một lãnh đạo sở, một lãnh đạo phòng và tập thể phòng quản lý giá và công sản, Sở Xây dựng kiểm điểm 3 lãnh đạo sở, một lãnh đạo phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm điểm một lãnh đạo sở, 2 lãnh đạo hạt kiểm lâm Phú Quốc, một lãnh đạo chi cục kiểm lâm Phú Quốc. Sở TNMT kiểm điểm 3 lãnh đạo sở, một lãnh đạo văn phòng đăng ký đất đai, 3 lãnh đạo chi cục quản lý đất đai và khoáng sản, tập thể thanh tra sở và ban giám đốc giai đoạn năm 2011 đến năm 2017. Cục thuế tỉnh Kiên Giang là nơi để thất thoát trên 1.500 tỷ đồng tiền ưu đãi khi giao đất,
miễn giảm tiền sử dụng đất, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Quốc Cường, nguyên cục trưởng, hiện là chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện U Minh Thượng, ông Trần Văn Điện, phó cục trưởng. Ngoài ra còn kiểm điểm 4 lãnh đạo cấp phòng, 3 chuyên viên.